trước bên kia là chúng ta chơi nhỉ? À, trước bên kia chúng ta chơi à? Lúc trước là cho thuê mà nhưng mà cái này hết. Nó muốn chọn cho thuê luôn để chứ. À, hết cái này là cái gì là mới lại xong rồi học mua cái này hả? À, muốn mà đập thao cũng được. Mà mình xây thêm mình sửa họ có phải xin phép không nhỉ chú nhỉ? À, mình xin phép sửa chữa ảo có vợ mình phải xin phép. Mất công nó làm khó làm dễ mình mà nhưng mà mình xin ra nó không sửa chữa. Thì ý như là mình nâng cấp một ca nó biết mà. Bây giờ phần nào mình ở căn nào mình hết đã nở rồi căn trong nước mình phá thì là cái cầu thang này chắc phải bố trí lại chứ đi lên không tại thì nó hơi đứng dạ tại vì mình cho thuê mình hơi đứng nếu mà đã không nếu mà thông mình thông luôn thì mình làm xẹp ba thang ba cấp lên ba cấp mà nhưng mà ở đông không cháu à? Ừ. Chỉ có một con em gái đang ở thuê thôi. Thì cho em gái lên phạm mình ở dưới đây xong rồi con thằng mình không muốn mình sửa sang lại rồi tội gì hình đập thông tốt quý không? Dạ. Càng lót gạch tay nó mình che luôn. Thằng ca nó biết mà, thằng ca nó chịu. Dạ. Ok. Ở đây rồi còn mình.